Sáng ngày 9 tháng 11 tại cánh đồng thôn Thanh Nê, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, công ty cổ phần Đại Thành đã tổ chức trình diễn thiết bị dẫn đường tự động điều khiển từ xa NX510 lắp đặt trên các máy móc nông nghiệp như máy cày, máy cấy, máy gạt đập liên hoàn. Đại Thành tiến hành lắp đặt thiết bị dẫn đường lên máy cày IM357A và máy cấy i 60 d của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, một hộ sản xuất đại điển tại xã Yên Lợi. Thiết bị dẫn đường NX510 cho phép lắp đặt trên các máy nông nghiệp có điều khiển bằng vô lăng được lập trình theo địa hình của khu vực máy hoạt động. Sau khi lắp đặt thiết bị, cài đặt hành trình, máy sẽ tự điều khiển theo lập trình định sẵn. Trong điều kiện lao động ngành nông nghiệp ngày càng khó khăn, giá nhân công cao 500.000 đồng mỗi người một ngày, sản phẩm công nghệ này giúp giảm chi phí trong sản xuất trải nghiệm tại buổi trình diễn, đại điền Nguyễn Văn Sơn cho biết những ưu điểm nổi trội của NX510 giúp giải phóng sức người, khai thác tối đa công suất máy và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.